bốn câu chuyện cuộc sống ngắn nhưng có thật nghe để có thêm kinh nghiệm sống ở đời câu chuyện thứ nhất chuyến đi cuối cùng trước sau rồi cũng phải đi thôi lo chi nhiều cho cực ông vẫn hay nói với người khác kiểu này khi có ai hỏi chuyện về sức khỏe cái chết nói cho văn vẽ là chuyến đi cuối cùng của đời người chuyến đi gặp lại tổ tiên sống cũng gia đình mà chết cũng gia đình đó thôi Có chi mà lo Nhưng mấy ai nghĩ được nhẹ nhàng như vậy Ngay cả chính ông Dù luôn miệng bảo không sợ chết Vẫn hoang mang khi phát hiện ra Một khối u bên mang tay Buổi sáng Tình cờ soi gương tỉa bớt vài cọng râu Ông bỗng nhìn thấy chỗ dưới tay Phình ra nho nhỏ Cỡ trái cao vua Bần thần nghĩ Tủ này chỉ có hấp lại ốm đi nhăn nhiều chứ làm sao phình thêm được. Dễ bị bệnh lắm, mà có khi là bệnh nan y. 80 năm sống, ông hầu như không đau ốm nhiều. Chỉ thỉnh thoảng cảm xúc do thời tiết, khỏi đến bệnh viện. Lại nghe nói, những người sống mạnh khỏe đã không bệnh thì thôi, chứ bệnh là nặng tới số luôn. Cả ngày hôm đó, ông ít nói hẳn, chốc chốc lại đưa tay sờ lên má. Vẫn đấy cái khối u nằm ở đó chưa chịu lặng Ông phải thằng cháu nội đến hỏi Có thấy ở trên mặt ông hôm nay khác gì không? Thằng cháu nội 10 tuổi bảo Cháu thấy hình như râu trên của ông hơi quặp xuống Quặp là đúng rồi Trên má phình ra thì dưới phải bị ép vào chứ Ông lại dặn Lát ba cháu về Cháu nhớ đố ba xem mặt ông có gì khác không nhé. Thằng bé cười. Sao hôm nay ông vui tính thế? Lâu nay có thấy ông với bà chuyện trò gì nhiều đâu. Đứa cháu nhiều khi làm trung gian cho sự liên lạc. Chẳng hạn đến bữa, cha bảo con ra mời ông vào xơi cơm. Hoặc ông có việc đi đâu, lại sai cháu. Vào nói với ba mày, dắt xe ra chở ông. Một kiểu đối thoại vòng xuyến tâm giác. Cũng như hôm nay, ông không hỏi trực tiếp con trai là trên mặt ba có gì khác mà lại nhờ đến thằng cháu. Thằng cháu ngoan ngoãn dạ vâng nhưng đến lúc ba về thì nó quên bén đi. Ông đi ra đi vào, thằng cháu vẫn mãi mê chơi bi một mình. Hồi lâu ông quát, không nhớ lúc sáng ông dặn gì sao. Thằng cháu ngớ mặt một lúc rồi mới đáp. Thôi, ông vào hỏi ba cháu đi, cháu hỏi mấy chuyện vớ vẩn đó lại bị ba mắng cho. Á à, à, chuyện này mà bảo là vớ vẩn sao? Thế, lỡ ngày mai ông chết đi, chuyện đó có vớ vẩn không? Thằng cháu cười. Làm sao dễ chết vậy được? Ông bảo ông phải sống đến 100 tuổi cơ mà. Nó tiếp tục chơi bi. Ông vào nhà, nằm trùm chăn kính mít từ đầu xuống chân. Bữa cơm trưa, ba bảo thằng cô vào mời ông xôi cơm ông ngọ ngoại đầu trong chăn như mọi lần thằng bé hiểu ông chưa muốn ăn suốt bữa anh cứ tụp tỉm cười vợ hỏi có chuyện gì mà anh cười một mình dở người vậy à tự dưng anh nghĩ đến một câu chuyện tiếu lâm chuyện là cô giáo ra đề bài tả về ông nội đứa học trò viết nhà em có nuôi một ông nội suốt ngày ông trùm chăn nằm ngủ đến bữa ông chu đầu ra hỏi cơm chín chưa bay vợ cười phun cả cơm lát sau anh trừng mắt hỏi thằng cu sáng nay ông có chuyện gì không thằng bé bảo không ông chỉ nói ngày mai ông chết thế con nói sao con bảo ông đừng có đùa ông phải sống thêm hai mươi năm nữa anh xoa đầu thằng cu mày đó đáp khôn giống bà với ông là cứ phải nói như thế nhé cho vui. Vợ mất chồng bảo, có khi ba là sợ chết đấy anh ạ. À. Chắc là tại hôm qua, cụ quýt làng bên vừa mất đột ngột. Mấy ông bà tuổi già thấy đám ma là sợ lắm. Càng già càng sợ chết, đừng có chủ quan. Sáng hôm sau, thằng cháu thức dậy sớm, chạy vào buồn ông. Thấy ông vẫn trùm chăn nhắm mắt. Thằng bé la cánh tay, không thấy ông nói gì, thì bảo Ông ơi, ông chết rồi sao? Ông vẫn im lặng, thằng bé hét lên. Ba mẹ ơi! Ông đưa tay bịt miệng cháu, sợ nó nói núp cái vế ông chết thật rồi. Ông vẫn sống nhăn răng đây này, chưa chết đâu. Kể từ ngày, ông phát hiện ra khối u, đến nay đã hơn 5 năm. Quãng thời gian không dài trong một đời người, nhưng không hề ngắn với ông cụ 80. Sau bắt tuần, người ta bảo sống được ngày nào là tốt ngày đó. Ông đã sống thêm những hai ngàn ngày. Từng ngày không thể nhận thấy khối u to thêm, nhưng năm năm thì nhìn rõ, nó bây giờ đã lớn bằng cái nắm tay. Ông nhất quyết không đi bệnh viện, tự tin 80 năm cuộc đời chưa hề gặp bác sĩ mà vẫn sống ngon lành, giờ đi khám, đi khiết, khéo là sinh chuyện. Thêm nữa, khối u cũng chả gây đau đớn, hay phiền toái gì nên ông coi như không. Đấy là ông nói vậy với con cháu, với người đến thăm hỏi chuyện. Trả lời như để người khác yên tâm, khỏi tò mò bài vẽ, khỏi an ủi động viên. Thực tình, đau hay không, chỉ có ông mới biết. Ông bảo thằng cháu dạy cho cách sử dụng máy vi tính. Chỉ bảo cho ông già 80 thì như dạy cho người học bồi, cái gì cần mới bài vẽ. Ông ơi, ông cần máy tính làm gì? Dùng mạng à? Thế thì dễ thôi. Bấm biểu tượng này, nó sẽ hiện lên cái Google. Ông cần tìm gì, cứ gõ theo bằng phím là được. 80 tuổi mới học vi tính, nhưng ông học rất nhanh. Những khi thằng cháu nội đi học, ông mở máy tính tự tìm tòi. Ông gõ bằng phím như gà nhạc thóc lẫn. Lớm liếc một hồi mới gõ được một chữ Buổi sáng, lúc cả nhà đã đi khỏi, ông bật máy. Buổi chiều, ông lại bật máy khi một mình ở nhà. Thứ bảy chủ nhật, ông không đụng đến vi tính. Thành ra, chẳng ai biết ông dùng được máy. Kể cả thằng cháu nội, tuy bà vẽ cho ông, nhưng nó cũng nghĩ ông chả dùng đâu. Thằng cháu như một người bạn của ông nội, vẫn là cầu nối liên lạc giữa cha và ông. Nhưng ông cứ già thêm mà chuyện xưa ông kể lặp đi lặp lại không còn hấp dẫn. Thằng cháu lên cấp 3, dùng xe điện đi học tận trên thị xã. Ông và cháu giờ vẫn ở chung nhà, nhưng chuyện trò hiếm hoi. Không còn những cuộc ngồi chơi, ông uống trà, cháu hóng chuyện như trước nữa. Cháu cũng không còn lon ton, chạy theo ông, hỏi cách trồng cây nuôi chim. Bây giờ cần gì, ông sẽ nhờ cháu rồi cháu đáp dạ. Ông đưa cho cháu tờ giấy có ghi hai loại thuốc viên, nhờ cháu ghé vào quầy thuốc lớn nhất ở trên thị xã mua. Tờ giấy khắp làm tư, cháu không mở ra làm gì, chỉ nhét vào cặp. Hôm sau, đến quầy thuốc, chì giấy ra. Hai tên thuốc viết bằng chữ nước ngoài, cháu có đọc cũng không biết và không nhớ. Khi nào hết thuốc, ông bảo cháu mua, cháu lại chỉ cái giấy ra, thế thôi khoảng cách giữa các lần mua thuốc dần ngắn hơn. Lần thứ hai cách lần thứ nhất tháng rưỡi, sau đấy thì cứ một tháng, hai năm ngày. Lần nào vẫn chỉ hai loại thuốc ấy. Một loại trục viên màu vàng hình tròn bọc trong vỉ kẽm, Một loại thuốc màu trắng, thon dài, đựng trong hộp nhựa. Viên trắng có ba cái khất ngang, tức chi viên thuốc là bốn phần. Ông dược sĩ chủ quầy dặn là mỗi lần bảy một khất cần thiết thì có thể uống hai khất chỉ hai khất thôi nhé không có được hơn cháu mang thuốc về truyền đạt lại đúng lời của người bán với ông nội khối u của ông nội đã to bằng nắm tay như chực vỡ nhưng sợ vào thì thấy nó cưng cứng thậm chí di ngón tay vào đấy khối u có xê dịch đôi chút thế thì không vỡ được đâu mà nếu vỡ ra có khi nó được một khối đá quý kim cương đấy ông ạ à. một người đến chơi đùa với ông như vậy thế mà ông vui suốt ngày ông vẫn kiên quyết không đi viện ông nói tự biết bệnh của mình tự liệu sức mình để mà sống già thường khó tính người ta thường thấy vậy cái sự khăng khăng bất chấp quầm cũng có thể coi là khó tính buông xuôi hoặc cũng có thể xếp vào dạng dễ tính biết chấp nhận một buổi tối ông nhìn ăn chuyện ấy cũng không lạ già dạ rồi ăn uống thất thường trở trời hay nắng ôi thỉnh thoảng ông cũng nuốt không vào sáng hôm sau cả nhà thức dậy chỉ trừ ông vĩnh viễn ra đi một cách lặng lẽ hết đám tang khi dọn dẹp cái bàn kê bên giường ông nằm đôi cháu phát hiện gối thuốc chiều hôm trước mới mua mà ông đã uống hết hai viên màu trắng ngay trong đêm ấy liều bình thường không quá nửa phiên thế mà ông uống gấp bốn có khi nào vì dùng thuốc quá liều cháu bật máy tính lên mạng đánh tên loại thuốc ghi trong tờ giấy giờ thì tìm kiếm cũng chả ích lợi gì chỉ để xem nó là thuốc gì màu vàng là thuốc giảm đau có hàm lượng codein liều cao màu trắng là thuốc ngủ hóa ra bấy lâu nay ông đau đớn và mất ngủ triền miên. Thế mà chả nghe ông kêu ca bao giờ. Thằng cháu chỉ nghĩ đấy là thuốc bổ cho người già. Cháu bật lịch sử duyệt web, những trang mà ông nội từng xem hiện lên, toàn những thuật ngữ ung thư. Cháu dừng lại rất lâu trước một cái diễn đàn dành cho người ung thư giai đoạn cuối. Ở đó, họ động viên nhau giữ lạc quan mỗi ngày, đừng kêu ca than phiền. Mệnh trời vậy rồi, cứ kêu trên cũng chả ai giúp được khéo lại làm con cháu người thân khổ tâm thêm chừng nào chịu không nổi thì nên sử dụng thuốc ngủ liều cao đấy là chuyến đi cuối cùng của ông nội bằng mấy viên thuốc màu trắng bí mật đấy chỉ riêng đứa cháu biết và nó giữ im lặng như ông đã giữ im lặng suốt những tháng ngày sau cùng của đời người câu chuyện thứ hai giao thời trôi trên sông. Cha con Ngân chèo thuyền đi từ 4 giờ sáng đến gần bãi cát chừng tờ mờ. Trời sang xuân, xe lạnh phản phức. Ngân ngồi ở mũi thuyền nhìn dọc triền sông, cây cối xăm xẩm. Chèo khu nhẹ như ru nôi. Mùa xuân trôi trong ngôi nhà thiếu mẹ. Cây mai trước hiên gần hàng cao giờ là trong hoài niệm. Với nắng, với những sang xuân mà hoa còn vàng nộm khiến ngân xuống sang. Cha, sắp chợ hoa Tết rồi, ta đi xem nhỉ? Ông Lai để thuyền trôi chậm, móc thuốc trong túi áo bộ đội cũ, cạch lửa riết hơi dài. Ông biết con gái đang nhớ cây mai và nhớ người thường chăm bón nó. Đêm qua, ông Lai đeo vào tay ngân cái nhẫn vàng, rồi dẫn con lên nhà trên trước tủ thờ, chỉ vào khe ngang bên trong, rồi nói chỗ nhẫn vàng này là vốn lý dành dụm và tiền bán cây mai cha giấu ở đây tiền hồi môn của con đó sau ni về nhà chồng thiếu thốn thì về lấy tiêu dần đừng cất ở đâu hết nó sẽ an toàn ở đây mà chỉ cha con mình biết thôi ngân nhìn hàng cao già có mùa cha để nguyên buồn quả đến đỏ lờm trên đó ngân nhớ dáng ông nội trải lá mai trước Tết đúng một tháng. Ngày mùng là búp bung vàng rực trên nền lọc non xanh. Mấy nhà khác trong xóm có mai trồng sau này. Họ cư nhánh, bán vào mấy phiên chợ Tết. Ông nội chưa bao giờ bẻ nhành mai. Cũng nhiều người đến lại nỉ mua, mức giá đắp đổi lớn cho cuộc sống gia đình này. Nhưng ông nội lắc đầu. Cũng may, ông không hề có sự câu thúc từ đời sống bởi ông có lương hưu thường sang sớt cho con cháu vui vậy. Rồi ông theo ngày tháng khô dần ra đi minh mẫn, cũng không hề dặn dò con cháu điều gì về cây mai. Hẳn nhiên điều này khiến cha của Ngân bớt ái náy khi dứt lòng bán nó đi. Dịp vừa rồi, rộ phong trào trọng mai vàng, nhà Ngân họ biết không bán, vẫn vào gạn hỏi. Mặt khách đứng ở trong vườn, ông lại đi làm. Ngân cứ ngồi trong bếp nhìn ra thấy người mua vẫn ngắm cây mai như thể họ đã mua xong. Hôm ấy, ông Lai đang ngồi hút thuốc trong bếp, ngân chạy vô. Cha ơi, cây mai của bác Minh bị phá rồi. Ông Lai giật mình, hiểu ngay. Ông hay tin cây mai cao ngọc nhà ông Minh, nhà buôn vô mua. Ông Minh ý bán mà chưa được giá nên lắc đầu, đôi bên cãi qua đôi câu. Thường bọn Giang chỉ trộm được cây trong chậu hay ở nơi vắng. Còn đây, sáng ra ông Minh thấy cây vẫn đứng mà có vết chiếm ở gốc. Mới hay nhân lúc đêm mưa chúng ghé tới cho mấy nhát hiểm. Giá như cây đã được chặt hết nhánh thì bọc lại ươm nó sống được. Đằng này, nhà đành cư ngang để giữ lại gốc. Ông lại có chút lo cho cây mai nhà. Nhà thì trống từ ngoài đường vào vườn cũng thông với hàng xóm chẳng rào chắn gì. Con thuyền mọc trôi gần đến bãi, từ ngày dân phản ánh nước xâm thật làng, bãi cát bị cắm, không còn xe tải ra vào. Chủ khai thác phải cho thuyền máy đi xa, cát vừa hiếm mà giá đội cao. Ông Lai làm nghề chở cát trên sông đã hơn 10 năm, sau này thuyền máy nhiều lên, nghề tạm đủ tiền công nhọc nhằn. Giờ thì cha con Ngân chỉ là viết các xấu, các lẫn bùn lẫn đứt về bán rẻ mà cũng hiếm hoi rồi. Chợ hoa bắt đầu qua 20 âm lịch là lần lượt người dọn bán. Thành phố dành cho khoảng thênh thang ở trung tâm, ở sân nhà hát cũ và dọc hành lang đường, cả trong sân mấy cơ quan gần đó. Ngân thích dạo xem hoa và mọi thứ bại bán. Nhiều mặt hàng là thiên nhiên tạo thành. Năm ngoái, ông hàng sớm hạ cây thị hơn trăm tuổi cư khúc ra thấy bên trong hình hoa sen và tượng thiền người ta liền xẻ từng miếng mỏng đánh bóng rồi mang ra đây bài bán không ngờ thu được khá tiền sắm tết những miếng gần gấp giống như tranh vẽ đường vân đen trên nền gỗ trắng hồng người đến sao cứ tiếc có nhà bán cả hoa cao mới đổ thơm ngát ngân nhớ hàng cao nhà mình hồi nhỏ ông nội cho ngồi lên chiếc tàu cao rụng trượt kéo đi dọc đường thôn. Thanh niên đến chơi cũng nhiều mà Ngân chưa ưng ai. Có đứa giàu đem lòng thương yêu, Ngân vẫn thấy bất an. Lại có thằng thợ xây ở trong làng, có đất vườn rộng đời cha để lại. Dạo ấy, Ngân cũng xui xui, sao thấy hắn bán một nửa. Nghe phong phanh, qua Tết năm đó thì sạch túi. Ngân sợ quá. Ngân ấy có vốn, thêm nghề thợ kiếp, ngày công cũng khá xong ý lại đâm lầy. Ngượng ấy không hiểu sao, trong ngân hiện cảnh hắn ngủ nướng, dậy rồi nhát đi làm, cứ ngồi trên giường nhìn quanh đất đai còn nhiều ít bán dần đi. Nói người mà có lần ngủ dậy muộn, ngân ngồi y trên giường rồi thuốc. Cha, sáng nay con nghỉ được không cha? Ông lai ừ, ngủ lại đi. Ngân nằm xuống mà có ngủ nữa đâu, ngân nhớ lại giấc mơ rõ ràng vừa xong thấy mình bỏ chồng ôm con về ở với cha về nhà lúc nửa đêm con ngủ trong tay ngân đặt nó xuống giường và thiếp luôn chợt cha la dậy theo thuyền ngân ú ớ quầy tay xem con nằm ngủ ra sao ồ mơ lạ kỳ ngân đã có tơ mối nào đâu nói chi chồng con ngân gắn với sông nước từ tuổi mười sáu ban đầu chỉ theo cha mẹ đôi lần ngồi thu lu trong đò gặp con đắng nước cũng hét lên ít năm sau thử phụ xúc cát rồi quen làm thấy không mệt lắm ơn trời da dễ ngân cứ trắng hồng ngân luôn dậy sớm lên đò rồi trở về lúc mặt trời chưa gắt da dễ không ăn nắng cha nói đến lúc con lấy chồng thì mở hàng tạp hóa mua thêm rau củ bán ở nhà cũng được ngân tự dưng nhớ mẹ không muốn nhớ vì cư thoáng bóng mẹ là Ngân như người sụ đi, sắp chìm đến nơi. Mẹ cùng ngồi trên thanh gỗ bắt ngang lòng thuyền như thế này. Bận ấy, mẹ không cho Ngân theo nữa. Ngân thì thấy mẹ gầy yếu nên xin cha xúc cát đỡ đần. Rồi bận đó, mẹ đi khám rồi bệnh viện giữ lại luôn rồi đưa đi cách ly, ép không, rồi thành không. Những phiên chợ mùa đông năm xưa mẹ quẩy đôi quan gánh nào đậu lạc nào hành tỏi đi bán ngân vấn tấm ni lông theo sau Chặn dài mẹ lại đặt gánh xuống nghỉ mà ngân không biết đến gánh thay sau này cha lên thị trấn mua được chiếc xe cũ hai mẹ con đều nhau đi chợ tết mua lá dông và đồ làm nhân bánh kẹp ở khung xe về dọc đường ngã dúi mà vui sao giờ có chiếc xe máy dựng ở góc nhà ngân chưa có dịp chở mẹ ra chợ tết cha cũng mua thêm bộ áo dài khăn đóng cũng ít đồ dùng bằng giấy đốt cho ông nội hôm nay cha về làng cùng lo việc nhà thờ lễ tết ngân dạo khắp hàng hoa mê nhất mai vàng nối dài ở vạt cỏ gần bờ sông người chen chích làm dáng chụp hình cũng nhiều ngân nhớ khoảng hiên vườn dày lá xanh ông nội trải cả buổi sớm nhìn cây mai trơ cành đen điêu mà thương. Rồi gần tháng sau bắt đầu nhú lọc xanh non, trổ búp mụ mẫm. Mỗi sớm mai sương triểu từng chùm. Nụ nhú vàng, những cánh ống ánh sôi vào sương trong vắt. Năm nào đó, cha cư một nhánh cắm vào hũ sành đặt trước bàn khách, cũng đơm bông. Sau, ông nội bảo không nên, cây nó buồn. Mãi nghĩ, ngân khựng lại trước một hàng mai kia, thằng Hoang, bạn học từ cấp 2 đến lớp 11, người xóm dưới. Hoang đang xiết lại bầu đất cho một nhánh mai vừa bán để mà giao hàng. Ngân quay đi, Hoang cũng vừa ngước lên và thấy. Ủa, Ngân, Ngân hả? Ngân chỉ biết cười, cái thằng hồi xưa chỉ đá bóng là giỏi, còn thì toàn hỏi bài chép bài, rồi nghỉ học năm cuối cấp, vô nam được mấy tháng, lại về. Lâu lắm rồi, dường như Ngân sẽ quên hẳn nó nếu như không gặp. Này, đợi, đợi chút. Hoang luống cuốn, bê cạnh Mai lên xích lô, nhận tiền từ người mua. Quay lại, liền có khách hỏi giá. Hoang vừa nhìn theo tay khách chỉ, vừa nhìn Ngân. Ngân cười cười, vẽ nhẹ tay, ý nói, lo bán đi. Rồi Ngân bước. Hoang gọi với, này này, đợi rồi bỗng sững như quên gì cúi mặt cười cười ngân bước lẹ ờ con người ta cũng lạ trong ánh nhìn thoáng gặp nhau ấy không nói gì mà ngân hiểu ngân bắt được ý nghĩ của hoang là muốn ấn vào tay mình nhành mai về chân tết nhưng rồi hoang nhớ ra từng cùng nhóm bạn đến nhà ngân hồi học cấp ba hoang sực nhớ là ngân có cây mai lớn ông lại nói với ngân năm nì, cha con mình ra sông làm lễ. Ngân hiểu liền, nhớ hình ảnh bưng mẹ trên tay, bước mà sợ gió cuốn mất, rồi âm điệu một câu hát tự dưng vang lên trong đầu. Mẹ giờ như sương trên sông, mẹ giờ như sương như sương. Mẹ như sương như sương hòa vào sương mờ trên sông. Mọi sớm, con thuyền trôi đi là mẹ quấn lý hai người cho đến lúc tia nắng mai ẩn trên má ngân. Cha nói mình sửa soạn đi sớm ra sông để làm lễ, rồi quay về nhà kịp cúng gia tiên. Con thuyền ra giữa sông, cha đặt lễ ở môi thuyền. Nước lặng, nến được thắp, cha thả xuống mặt sông tắm gỗ và đốt nấm vàng mã lên đó, mặc cho nó trôi xuôi. Lửa cháy bùng, lúc sau như tắt, gió thổi bay những bụm tro lấp rắn. Ngân bối gối trong khoang, cha ngồi đầu thuyền hút thuốc, hay bóng hình yên lặng dù tiếng sóng gần. Gia cảnh có khổ cực, Ngân vẫn mong sau này lập gia đình, tạm vậy cũng được, miễn ôn hòa. Cha, sau ni con với chồng về ở nhà mình được không cha? Ông Lai thả phụ hết thuốc, không quay lại, chậm rãi nói. Cha mong vậy, nhưng quan trọng nó có chịu về không? Đứa mà hợp tính cha thì mới về ở cùng, còn chỉ thương con thôi, sẽ không tiện lắm. Giao thời trôi xuôi, lẽ ra hai cha con thắp nhang xong, ngồi thêm chút là về. Xong mái chuyện trò và hồi tưởng cảnh xưa rồi đợi hương tạng luôn. Thì đón giao thừa ở sông cũng ấm áp đôi bề. Năm nào gia đình cũng chỉ đứng ở sân, nhìn với pháo hoa qua những đọt tre. Còn ở đây có thoáng đảng nhìn pháo hoa rất đẹp con thuyền xoay mũi ngân vẫn ngồi trong khoang cha đứng chèo mặt sông nhoáng ngành cây trôi về ông lai dùng sào đẩy ra xa nhánh vào cỏ trôi về nhiều đêm lập lờ bên mạn thuyền ố cha ơi hoa sao con ông lai ngưng chèo hoa cha ạ à. năm ni thành phố không choai phá hoa đập chậu ở chỗ bán có lẽ dương nhiều họ dọn về ngang cầu đổ xuống cả nhánh mai nữa này cha có lấy không cha? Ông Lai thả sào cúi xuống, vứt lên nhành mai. Ồ, cắm tết từ trong nhà ra ngoài hiên luôn, vớt hết đi con, rồi lên bờ ta chọn. Cảm ơn người bỏ hoa, bỗng nhiên ngưng thầm thốt. Cảm ơn cái người bỏ hoa ấy, rồi khuôn mặt người ấy lắm lên mồ hôi hiện rõ. Pháo hoa ở trung tâm thành phố sót vài đóa phút lên bung nở tròn đầy. Con thuyền mộc trôi nhẹ bờ không còn xa hoa vào hoa vẫn dập dềnh thê về rạng xuân câu chuyện thứ ba chủ nhà tôi mất rồi các ông ạ à. sáng nay vừa ra sân thì tay hàng xóm người ly băng hỏi mày biết gì chưa biết gì cơ ông bình chết rồi tôi choáng người cách đây hai tháng thấy thằng con trai lớn của ấy bấm chuông đưa mạnh giấy ghi số phone của nó bảo Ngài có bất cứ vấn đề gì về cửa, điện nước, lò sưởi thì gọi cho tôi Tôi lại tưởng ông bố đi nghỉ ở đâu rồi giao nhiệm vụ cho con ông Điện nước, lò sưởi không hỏng nhưng hơn chục ngày sau tôi bỗng thấy sốt ruột hay là ông này bị nhiễm Covid nằm ở nhà chưa đi nghỉ mát thì cũng chỉ một tuần, mưa ngày là cùng. Có sao mà lâu thế? sẵn số phone gọi thì nó bảo Cảm ơn ngài hỏi thăm bố tôi bị tai nạn nặng lắm chắc không thể ra viện trong vài ba tháng tới được Hồi con trai tôi học lớp 2 nó hay dẫn một đứa bạn người Đức về nhà chơi trò điện tử Thằng bé gầy nhôm tên là Stefan này hay cá bẳng vô cớ và họ hét ôm sờm có lần con tôi bảo từ mai con không cho thằng này đến nhà nữa cả lớp không ai chơi được với nó, nó hét làm ù hết cả tay. Nếu như cả lớp còn mình con chơi với bạn, mà bây giờ con lại thôi thì bạn không có ai chơi cùng nữa hả con? Bố thấy bạn ấy cũng hay mà. Dạo ấy, tôi đang làm nghề đi đưa bánh pizza. Nhiều hôm, gặp mẹ con Stefan đi bộ từ trường về mưa ướt. Tôi dừng xe, mời lên, rồi đưa về tận nhà gần quán tôi làm một hôm tôi đang vứt thùng các tông cũ củ của quán vào các thùng chứa rác giấy của thành phố thì gặp bố Stefan cũng đang ra đó vứt giấy. Ngày đó, ông ta mới ngoài 40, vóc dáng trẻ trung khỏe mạnh. Tôi cảm ơn ngài vì đã cho Stefan, con trai tôi, đến nhà chơi, lại còn được ăn ở đó. Tôi biết con trai tôi, nó không được bình thường nên ít bạn. Có gì đâu, nó đáng yêu mà có bạn đến nhà chơi thì con trai tôi cũng vui. Ngày ở căn hộ hay nhà riêng? Tôi không đủ tiền thuê nhà riêng, chúng tôi ở căn hộ thôi. Căn hộ có rộng không? Ngày thuê bao nhiêu tiền một tháng? Chúng tôi trả gần 600 euro cho căn hộ, khoảng 70 mét vuông. Tôi có một ngôi nhà hai tầng, người thuê vừa dọn ra, diện tích cỡ 100 mét, có vườn trước vườn sau ở ngay gần đây. Nếu ngài muốn, tôi sẽ cho ngài thuê đúng với giá ngài đang trả cho căn hộ ngài đang ở. Tôi mừng quá, vào xin phép chủ nghỉ 30 phút, đến xem luôn. Bình, tên ông chủ nhà bảo, tôi chỉ có một đề nghị là nhà tôi cho thuê, chỉ xin giữ lại gara, vì trong đó tôi có một chiếc xe Ford cổ 80 năm rồi, đây là thú vui của tôi. Được thôi, sân rộng thênh thang, tôi để xe ngoài cũng được mà. Chỉ có điều, theo luật, tôi phải báo trước 3 tháng rồi mới trả căn hộ cho người ta được, để họ còn thời gian tìm người thuê mới. Không sao, tôi cứ đưa cho ngài chìa khóa để ngài có thể chuyển đồ đạt dần. Bao giờ ngài đến ở thì lúc đó mới trả tiền. Đó là ngôi nhà mà chúng tôi ở cho đến nay vừa tròn 20 năm. Ngôi nhà này do bà mẹ qua đời để lại cho Bình và người em trai ông trả cho em trai mình tiền lấy cả ngôi nhà. ông còn hai ngôi nhà nữa, một đang ở, một cho thuê. là chủ một hãng nhỏ, chỉ vài ba thợ chuyên đi sửa chữa và lắp đặt máy giặt. vợ lo việc nhà và hai con trai nhỏ. để có được cơ ngơi như vậy, vương châm của ông là làm việc, làm việc và làm việc, không ngơi nghỉ. vậy từ 5 giờ sáng, ông phóng xe đi Lubit, một thành phố lớn. Khách nơi chúng tôi ở gần 50 cây số rồi từ đó đi khắp những nơi đã có lịch hẹn làm việc cho đến 5 giờ chiều mới quay về cuối tuần thì ông làm vườn nhà mình xong rồi đến gà ra trong sân nhà tôi thay bộ quần áo bảo hộ liền người màu xanh lao chùi ô tô xe đi làm của ông bao giờ cũng tốt vì cứ 3 năm ông đổi một lần xe mới nên hầu như không bao giờ hỏng tuy nhiên hàng tuần ông đều xem xét kiểm tra nước, dầu, lại còn lấy nước nhúng dễ lao chùa sáng bóng. Riêng con pho sản xuất năm 1920, nhưng nơm như mới tin, thì ông quý nó như vàng. Cũng đúng, vì giá nó khoảng 80.000 euro, bằng nửa giá trị ngôi nhà tôi đang ở. Ông bảo, tôi không bao giờ bán nó, dù có đắt gấp đôi chăng nữa. Để ít nữa về hưu, có thời gian, tôi sẽ rong rủi cùng với hội chơi xe cổ ông là thành viên của hội này nhưng một năm ông chỉ tụ một lần vào một ngày duy nhất đó là ngày hội của ông ông hào hứng dặn tôi từ hôm trước ngài nhớ đổ xe dịch sang vào trong đừng để đuôi xe thò chắn cửa ga ra nhé không có là bốn giờ sáng tôi lại phải bấm chuông cửa nhà ngài đấy là ông khoe khéo thế chưa sơn rộng có bao giờ tôi đổ chắn cửa ga ra mà ga ra này cũng được ông thiết kế như ở xưởng sửa chữa xe hơi. Nghĩa là phần dưới gầm xe được xe sâu xuống lòng đất, đủ cho người bên dưới đứng thẳng nhìn ngó vào sửa chữa. Chung quanh tường là các giá để ngăn nắp cờ lê, kìm búa phụ trùng. Tuy nhiên, ông chỉ giỏi lao chùi, chứ hỏng cái gì là lập tức thay mới, kiểu như ông chữa máy giặt vậy. Chính vì vậy, ông thường tham khảo ý kiến tại hàng xóm người Ly Băng tay này ngày còn ở quê nhà chắc là thợ nên mấy bố con ai cũng giỏi và cũng như người Việt Nam mình chỉ khi không sửa được mới phải mua đồ thay thế mùa hè thì hầu như cả hai ngày cuối tuần ông quanh quẩn ở sân nhà tôi ông đến là biết ngay vì tiếng chào hỏi rộn rã của ông tới chung quanh hàng xóm sau đó ông mở cửa ga ra ngồi vào con pho nổ binh binh giòn giả Xe này nơm nhỏ nhưng công suất cực lớn, rồi thận trọng cho xe ra khỏi sân, phóng đi đâu chừng 30 phút. Ông bảo, làm như vậy để bảo dưỡng xe, chưa để lâu không chạy, máy sẽ hỏng. Về đến nơi, cho xe vào chuồng xong, lập tức ông lao chùa xe từ từng con ốc cho đến cả bốn chiếc lớp sạch bông. Máy bên trong thì không kể. Tôi và cả bạn bè đến chơi nhà tôi, hầu như ai cũng đã từng chiêm ngưỡng và trầm trồ trước cái kỳ quan ấy mỗi khi ông mở nắp mái ra khoe nó đầy cả khoang mái sáng choang ngời ngời hãnh diện vô vẻ sang quý cùng với ông chủ xong việc ông đi tới đi lui ngó trước ngó sau xem ngôi nhà có gì cần sang sửa từ cổng cho đến hàng rào gỗ đã cần quét lại dầu chưa trạng thông sao vườn đã cần thuê thợ đến xén thấp đi chưa có lẽ những người Đức thuê nhà không thích kiểu quan tâm như vậy, nhưng tôi thì thích. Trừ những lần mùa hè, tôi quên tưới cây, hay lâu không cắt cỏ, thì ông ta bấm chuông hỏi khéo, mượn vò phun nước hay chìa khóa nhà vườn để lấy máy cắt cỏ. Bù lại, bất kể nhà tôi bị mất điện, trái bóng đèn, hỏng bếp, cắt cống, nhất chút mọi việc đều đến tay ông ấy, vì hệ tôi đụng đến đâu lại càng hỏng thêm đến đó tôi đã mua một cây thép dẻo xoắn như lò xo để chọc từ bồn rửa bát xuống nhưng không ăn thua. Mỗi lần như vậy, ông phải xuống tầng ngầm, phòng kho, tháo ống cống, bê ra ngoài sân thông rửa sạch sẽ rồi đem vào lắp lại. Lâu dần, chúng tôi nghiễm nhiên coi đó là việc của chủ nhà. Thấy xe tôi bẩn, tiện tay, ông lao sạch bóng. Ông cũng chẳng nề hà khi nhúng tay không găng vào thứ nước gì xanh xanh, lao đến đâu vành nhôm sáng choang đến đấy. Cửa xe tôi bị quệt có vết xước, thì ông tìm đủ mọi cách lao mài đánh bóng cho đẹp như cũ, dù tôi chả quan tâm. Có lần xe tôi bị thủng ống dẫn dầu phanh, thấy tôi cứ để vậy đi bộ. Ông rủ tôi trèo lên ngồi, để ông lái đến xưởng xe mà chỉ dùng có phanh tay suốt dọc đường. Ông bảo vợ tôi, bà cần một người đàn ông thật thụ chắc vị thế tôi vừa lười vừa vụng thế nhưng ông cũng bảo vợ chồng tôi không chỉ một lần ông bà cứ ở đây tôi không bao giờ tăng tiền nhà cả ở bình đức theo luật cứ xa vài năm người cho thuê có quyền tăng tiền nhà để bù vào trượt giá vì bản thân họ cũng phải đóng rất nhiều thứ thuế chưa kể cách đây mấy năm có lệnh tất cả các ngôi nhà đều phải lót một lớp cách nhiệt bên ngoài để tiết kiệm năng lượng cho lò sưởi. Mỗi lần như vậy chắc mất cả chục nghìn euro. Không chỉ vậy, cô dạo do làm ăn thất bát quá, vợ chồng tôi quyết định dọn đi ở một căn hộ nhỏ vì hai con trai đi ở riêng rồi. Đỡ được tí nào hay tí nấy. Được báo tin, ông bảo Nếu chỉ vì thế thì tôi có thể bớt mỗi tháng 100 euro cho đến khi nào các ngài có khả năng thì lại trả như cũ sau khoảng 2 năm, chúng tôi báo ông quay về mức tiền như trước. Còn ông, sau khi đứa con trai lớn lấy vợ ra ở riêng, thì vợ chồng ông chia tay nhau. Tôi không biết ai bỏ ai, nhưng thấy ông bảo. Tôi sẽ không bao giờ lấy vợ nữa, quá đắt. Ngài xem, tôi đi làm quanh năm suốt tháng như thế, vợ tôi chỉ ở nhà. Có hôm, tôi dậy đi làm mà cô ấy còn chưa đi ngủ. Cứ ngồi trước cái laptop chắc chích hết Thomas lại đến Tony. Thế mà giờ tòa quyết định tôi phải chia cho vợ tôi một ngôi nhà và 80 nghìn. Từ nay cho đến khi hoàn tất thủ tục, phải trả tiền sinh sống cho cô ta mỗi tháng 1.500 euro nữa. Tôi và Stefan chỉ còn 800 euro mỗi tháng. Ông nhún vai. Cuộc sống là thế. Tôi không muốn bỏ ông rằng có khi do ông chăm quá, đơn giản quá lành mạnh quá mà vợ ông sinh chán. Hai người không ở được với nhau, chưa hẳn là phải có một người không tốt, mà có khi chỉ vì ít điểm chung, ít điều chia sẻ quá. Năm năm sau, khi con trai lấy vợ ra ở riêng, thì ông có vợ mới. Vợ này điệu hơn, không vụng về và hơi lam lũ như vợ cũ. Có đôi lần, ông còn rủ đến cho ngồi lên xe pho dạo một vòng, điều mà vợ trước không bao giờ được thử có hôm đang làm, ông nhìn đồng hồ rồi bảo Tôi phải về, vợ tôi hẹn lát nữa đi ăn kem rồi. Vợ tôi hỏi, sao ngài bảo sẽ không bao giờ lấy vợ nữa? Cô này thì khác, tốt lắm. Ông cười rạng rỡ, mà hầu như lúc nào ông cũng cười rạng rỡ như vậy. Dù chỉ một câu hỏi thăm sức khỏe hay lời chúc vui vẻ cuối tuần thôi, nhưng bất ông lúc nào cũng cười ấm áp, cũng chăm chú quan tâm. Dường như một câu hỏi trong cuộc sống, ông đều có sẵn đúng một câu trả lời. Có vấn đề ư, vậy thì hãy làm việc, làm việc và làm việc. Hai đứa con trai của ông đều học hết phổ thông là đi làm và chắc ông cũng thế. Vợ tôi kể, cứ như là có điểm ấy. Lần cuối, em gặp ông ấy là hôm thứ bảy đi làm về. Thấy em đi qua, ông ấy đang ngồi trong gara lao cái gì ấy ngẩng lên chào mặt ông ấy buồn lắm chưa bao giờ thấy thế em liền hỏi này có vấn đề gì không ông ấy bảo làm nhiều quá rồi khoe tôi mới sửa lại cái vườn rất đẹp sắp tới về hưu ngồi thảnh thơi uống cà phê ăn bánh ngọt hôm nào mời ông bà qua xem nhé lần cuối tôi gặp ông hay nói cho đúng lần cuối tôi không gặp ông là khi tôi đang ở trên gác thì có tiếng chuông. Nghe tiếng chuông tôi biết là ông, vì ông có kiểu bấm quyết đoán và nôn nóng dồn hai tiếng một. Tôi thầm nghĩ, cái ông này vô duyên, đang dịch Covid mà còn bấm chuông nhà người ta xin nước. Số là vì ông hay dùng đến nước, mỗi khi lao rửa xe nên đã để một thùng to bằng nhựa có nắp để hứng nước mưa từ mái nhà qua ống máng chảy xuống. Mùa hè thì thế, mùa đông sợ nước đóng băng vỡ thùng thì ông hoặc tôi nếu nhớ ra đổ hết nước rồi kéo thùng ra ngoài ống máng bây giờ đang mùa hè nhưng có thể do vợ tôi múc hết nước tưới cây hoặc cũng có thể do bên dưới nước cặn nhiều lá nhiều rác không dùng được mùa nào thì tôi cũng sẵn lòng cho ông xô nước sạch lấy ra từ máy nhưng bây giờ đang lúc cả nước có lệnh cách ly mà lại bấm chuông xin thì phiền quá là tôi nghĩ thế Sáng hôm sau vợ đi làm, ở nhà tôi nói vội ra bơm đầy thùng để ông có cái dùng. Nhưng từ hôm ấy không thấy ông đến nữa. Vì sao ông ấy chết mày biết không? Tôi hỏi tai hàng xóm. Cuối tuần, ông ấy phóng xe đạp đi dạo trong rừng. Đang lao dốc, gặp con nhím bò qua. Ông ấy ngoặt tay lái gấp để tránh. Đầu đập vào cây vỡ. Từ hôm đó, cho đến khi đi hôm vừa rồi, là hơn 2 tháng nằm trong bệnh viện, nhưng không tỉnh lại lần nào nữa. Từ hôm nghe tin ông bị tai nạn, tôi thường ra vườn tỉa cây cắt cỏ. Tôi hình dung bị tai nạn nặng thế, chắc ông sẽ thành người tàn phế. Một hôm nào đó, đi xe lăn tới, ông sẽ cười buồn mà nhìn khu vườn ông cho thuê chưa bao giờ đẹp thế. Ngờ đâu, tôi tưởng như nhìn thấy vẻ thất vọng sau khi bấm chuông cửa mà không mở. Ông quay lưng, Tầm kết xô sải những bước dài trên sỏi, quay về nơi con pho đang chờ ông lao rửa. Hôm nay vợ chồng tôi đi dự lễ tang ông. Từ mấy hôm trước, đứa con ra lớn quòng đưa giấy mời. Tôi mở ra đọc, thấy góc phải bên trên tờ thiệp mời có một câu của Victor Hugo. Người không còn, nhưng người ở khắp mọi nơi cạnh chúng tôi. Hai ngày trước trời u ám, mưa rả rích từ sáng đến đêm vậy mà sáng nay trời hửng nắng tầm gần một giờ trưa khi mọi người dần lác đác đổ xe bên ngoài nghĩa trang thì nắng vàng lên rực rỡ đúng một giờ chúng tôi đi theo sau đoàn khoảng trên ba chục người đi vào một nhà thờ nhỏ ở trong đó ai nấy đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhà nước đức đã có lệnh cách ly vừa được hai tuần trên đường đi thi thoảng lại bắt gặp một chiếc cột sắt đem mấy chiếc thùng tứ hoa để cho những ai đi thăm mộ của cái dùng. Một suất đất ở khu Nghĩa Trang như công viên này giá 7.000 euro, kể ra cả một đời lao động để cuối cùng được cho riêng mình ngần ấy cũng chẳng nhiều nhận gì. Trong không khí trang nghiêm, tĩnh lặng nhưng không quá u buồn, chúng tôi đứng chờ đến lượt đánh dấu vào một danh sách tên người tham dự đã được in sẵn cùng một chiếc bút trên một chiếc bàn nhỏ bên ngoài. Bước qua cửa là phòng nghi lễ, rộng chừng hai chục mét vuông. Giữa phòng bên trong, những ngọn nến đặt dưới nền nhà là bức ảnh lòng khung đen to như một màn hình tivi khổ lớn. Ông chủ nhà chúng tôi áo phun đen cọc tay, cường trắng đầy sức sống, đứng bên cạnh con pho. Hai cánh tay đang tỳ lên thành cửa xe đang mở ra, gương mặt sáng ngời, cười tươi hãnh diện như đang nói chúng tôi là thế đấy vì trong phòng chỉ kê hai hàng ghế ngắn đủ cho hơn chục người nên mọi người lần lượt quay ra sân đứng cúi đầu tay nọ nắm tay kia trước bụng tiếng nhạc từ trong phòng vọng ra đủ to tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy đó không phải là điệu nhạc trầm buồn tiễn biệt mà là tiết tấu và giai điệu của một hành khúc tiếng nhạc như đoàn người ngựa chạy đường trường hộ tống một chiếc xe trong phim cao bồi hoặc như một dàn xe ô tô cổ. Trong đó, ông đang ngồi trên chiếc Ford chạy qua hoang mạc. Cũng có thể lắm, vì qua tiếng guitar điện đu dây, tiếng trống, tiếng bass dập dồn, tôi nghe loáng thoáng giọng nam. Trời nóng 40 độ, hãy nhắm mắt. Sau lời phát biểu khoảng 10 phút, âm nhạc trang trọng vang lên. Và tôi là ngạc nhiên vì lần này là bài The Quinetic XO của ABBA. Tôi đã ngửa hết bài, bạn cũng thấy mà thôi, quân ác không còn nữa. Còn gì để nói đâu, kẻ thắng lấy tất cả, người thua phải gục ngã, đời đơn giản thế thôi, phàn nàng làm gì nữa. Sau 3 phút mặc niệm, bà quả phụ khoát tay hai đứa con trai của chồng đi ra. Một trong hai chàng trai đó là Stephen năm nào mặc như còn chưa kịp tin bố mình không còn trên đời này. Tai ôm lọ tro cũng in bức hình trên. Chúng tôi theo mọi người đi qua đám cỏ ra mộ. Từ xa tôi đã thấy bức ảnh ông chủ nhà đứng bên xe pho. Sau khi lọ tro được hai người con trai trân trọng và nâng niu thả xuống huyệt bằng dây, Từng người một lần lượt tiến đến đặt quanh mộ một bông hoa và xúc một sẻ đất nhỏ trong chiếc chậu nhỏ để sẵn rắc xuống. Hầu như không thấy ai khóc. Hay là nước mắt mọi người cũng kịp dừng ở bờ mi như tôi thì không biết. Chúng tôi ra về trong điệu hạnh khúc ban đầu. Trong tiết điệu dập dồn ấy, tôi tưởng như nghe thấy tiếng còi bim bim của con pho đang bị nhốt trong gara vừa kịp phóng đến. Chào ông chủ, thế nào rồi cũng có ngày, chúng ta cùng nhau rong rủi trên từng cây số Câu chuyện thứ tư Bày trâu gặm cỏ bên trời Bếp lửa đỏ trước lúc anh trở dậy Chị xả nếp từ đầu hôm Sáng nay nấu sôi đậm Đùm lá chuối đanh lên rừng phía trâu về cài vụ đông xuân Bên ngoài vẫn sương Trời đang ấm dần Mà sáng sớm vẫn xe sắt Trên ngọn đồi này nhà thư thớt Bạc ngàn gió lùa qua bãi cỏ mênh mông Mà phía dưới đất sâu Đâu đó còn sót lại đặng bơm anh nghe tiếng lục lạc đeo ở cổ trâu nhà ai vang lanh canh mỗi bận đi phía trâu ở rừng anh lại mang cảm giác lạ lùng như sắp hành quân trở lại Ngà anh chị mới đến đây khai khẩn một giác cuốc đều ám ảnh tiếng nổ mỗi đường cài luôn hy vọng quả đạn sẽ lật mặt trong làng im ngọn đồi thên thang cỏ người làng khác ngày ngày vẫn đến ra mảnh đạn anh hỏi ấy chỉ có con trâu làm vốn cùng nhiều nhà khác thả trâu ở đây. Người ra mảnh đạn bơm, trong gặm cỏ trong len ken lục lạc. Anh thường ngồi ở hiên uống nước chè đặc, hút thuốc điện biên, nhìn nắng miên man vàng rộm ngọn đồi, lao trắng nối dài hung hút. Giữa đàn trâu lẫn lộn, anh vẫn nghe tiếng lục lạc ngân như chuông gió từ cổ trong nhà mình. Đó là chiếc lục lạc, anh gò từ đầu vỏ đạn cối, tiếng đứt trong nhiều nhà khác thường làm lục lạc từ chiếc ca UX hay nhiều loại đạn khác tiến đục hơn. Cái bẹp, đứa con đầu lòng của anh chị ra đời, lớn lên giữa gió lào và tiếng gào của đạn bơm sót lại. Con trâu cũng đẻ thêm, cứng cáp rồi anh mới lùa chúng đi gửi gắm cho rừng già. Lần đầu, thằng Hiên theo anh lù trâu đi thả hoang, được ở lại một đêm, nó thích lắm. Mỗi lần Hiên ngồi một mình, là anh biết nó đang nhớ về nơi mẹ sinh thành. Anh cũng nhớ hoa lắm, nhớ thời hành quân qua những ngôi làng và nhiều ngọn đồi khác, nhớ tiếng nổ làm giật thoát mình, nhớ tiếng gọi của hoa nhỏ dần phía bên kia ngọn đồi khi anh cùng đồng đội tiến về sông Thanh Hãng. Quãng thời gian ngắn ngủi, anh ở bên hoa mà như nghìn đời nén lại, rồi pháo đạn vang trời, rồi chiến tranh hất giạt họ về hai phía sông. Một lần khác, thằng Hiên theo anh lên rừng. Tìm trâu đến chiều vẫn chưa thấy, nên dự định vào đây chọn một cây gỗ tốt để cái cài của anh không thành. Về nhà, anh lục trong đóng phế liệu, lấy ra cái đầu vỏ đạn cối, ngồi gò lục lạc. Thằng Hiên đeo lục lạc vô cổ trâu mình, rồi lù nó xuống đồi. Xa lắc xa lơ, còn nghe len keng. Chị ém chặt xôi trong tấm lá chuối, vừa hơ mềm, đây là đồ ăn trưa cho dăm người. Nhóm rủ nhau phí trâu lần này, người đưa bạc, người đưa gạo và đồ ăn để nấu bữa tối. Trâu được thả ở rừng hàng trăm con, nhà nhiều nhất vài ba chục con. Chúng tự kiếm ăn sinh sôi, được chủ lùa về vào vụ đông xuân và hè thu. Ai chăm thì vài tháng thăm một lần. Kỳ ấy, anh thấy trong mình mang thai nên lùa về chăm nom. Thằng Hiên xiên cắt cỏ ở đồi cho trâu ăn mập ú mỗi sáng cái bẹp lùa trâu ra đồ thả mang theo cái cuốc bới mảnh đạn bơm về bán dư tiền nộp học phí trưa nọ anh ngồi uống chè ôm thằng hiên hớt hải chạy về báo còn thấy một quả bơm bên đồi kia anh phát cuốc sẻn theo chân nó đến thì nhận ra quả bơm khoang sau lúc người trâu gặm hết cỏ phía trên lò ra cái lỗ tròn thằng Hiên Tứ xem biết ngay là bơm. Hai cha con hị hụi, đào rộng chung quanh như cái giếng. Lúc loại nguyên quả bơm thì tìm người đến bán rẻ. Đàn trâu ở đồi thấy người đến đông đều ngưng gặm cỏ ngước nhìn. Mặt trời thấp dần, nắng chết con kênh đào từ sau giải phóng lấp lóa vàng như mật. Trâu ăn no cền thủng thẳng, xuống đầm mình thở phì phò. Gà gái, chị trang phần cơm nguội, anh để nguyên như vậy trong chảo xúc ăn cho nóng. Chè xanh rợp quanh ngọn đồi. Chị qua, chị hái một nắm rửa sạch, phơi xuân đêm. Sáng nay ôm đặt, chiếc ra để anh mang theo. Mấy chục cây số quốc bộ, phải gần trưa mới thấu. Cái ba lô, từ thời quân ngủ, đồ đạc chị cho vào đó, thêm chiếc rửa sắc ngọt. Mỗi lần mang ba lô là ký ức thời chiến lại ùa về. Anh như vẫn nghe hoa gọi, rồi tiếng lục lạc làm nhòa đi đôi lúc tiếng nổ lớn ấy lại dội về tiềm thức lặng im rồi tiếng lục lạc từ võ đạn lại nhắc thức ai đêm qua quên lụa đâu về em hỉ anh bật thúc lên như để khỏa lấp chủ ký ức xưa tiếng len keng vang vang phía dưới đồi chị bảo tiếng lục lạc ấy hình như trâu của nhà ông tí. anh nhìn đi nước ôm xanh đậm dưới ánh đèn hồi hai người ra ngọn đồi này dựng nhà chỉ vài gia đình giờ thành xóm. Vợ chồng son ở liều trên vùng đất hoang đầy ẩn họa bơm mìn sót lại. Nhưng rồi, đàn râu đông, đông dần và chim chóc bay lượn xôn xao, những ngọn đồ xanh ngát chè và tràm. Nhiều người rà mảnh vẫn thường ghé nhạn xin nước, ngồi nghỉ trò chuyện. Những chiếc mái rà bắt được mảnh đạn bơm ở sâu hơn. Thằng Hiên cái bẹp, quen dần với mảnh đủ loại, gơm về mỗi lúc chăn rau cắt cỏ. Có lẽ năm sau đừng lùa trâu thả rừng nữa anh. Họ cả đàn, nhà mình có một con, đến nó ở nhà ăn dặm. Đến lúc đẻ thì mình tính tiếp. Anh nghe, không nói gì. Với anh, việc này đã quá quen sau hơn chục năm trời. Cũng có niềm vui. Ngày xưa, mỗi lần đi, phải đẻo cho xong cái cài mang về. Nay việc đó thôi rồi. Anh và nhóm bạn có chuyến vào rừng nghĩ lại chuyện trò, chiếc vài ly rượu gạo lúc thấy được trâu nhà đến vỗ về yên tâm rồi lại cùng đi sâu vào rừng tìm mấy nhành lan chân tết giá như nhà anh không thả trâu thì đến dịp người làng đi phía trâu anh cũng theo mốt chút của hiếm của rừng dạo ấy tự nhiên người bới mạnh vấp phải đạn bom nổ nhiều anh chỉ sợ nên lúc có người rủ thằng hiên vào nam làm ăn lại cho đi liền cái bẹp ở nhà làm đồng với mẹ sáng nó cửa trâu xuống đồi thả bãi chiều lùa về cùng anh nhặt vỏ đạn nhiều năm mà giờ cha mẹ cắm nó đào mảnh nó cái nào trò trên đất mới lấy hiên động viên em gửi về cho ít tiền anh chị bảo từ giờ lo chăm trâu để con nào của mi đó bẹp dành vốn về nhà chồng cái bẹp bảo lần tới sẽ theo cha lên rừng thả trâu nài cha gọi cho cái lục lạc thật đẹp đe vô để khỏi lạc một chiều nó mang về hai cái đầu đạn cối 81 anh ngạc nhiên hỏi ở mô ra cái còn mới ken đi nó nói họ đào cho bẹp đó nhiều người đi ra mảnh đạn vẫn thường ghé nhà anh uống nước nghỉ ngơi và trẻ đều có mấy hôm sau cái bẹp dẫn một thanh niên phát mái từ dưới đồi lên bảo ra giếng rửa ráy nó đi múc hai ly nước chè anh ngồi uống nước cùng hút vài điếu thuốc hỏi dâm ba chuyện về các loại mảnh rẻ đắt, về những nơi còn hiểu họa. Thì nó cũng như bao người thợ rà khác. Lạ là lần sau, cái bẹp cũng dẫn thanh niên này về uống nước. Khoe đã tìm được cái vỏ đạn làm bình hoa. Anh gọi chị đang phun gốc chè ở đồi sau về. Bảo xin chuyện rồi đây. Hình như cái bẹp nó có ý với thằng rà mảnh. Chị giải nãy. Anh nói như thật vậy mọi chuyện tạm quên. Lần thứ hai, bẹp theo cha lên rừng, nó cười cười nói. Trong của con tự ni, cha đừng ví về cài nữa nha cha. Để trong rừng, đi cho nó tự lập gia đình sinh con đẻ cái. Mời mốt, con có thêm vốn lấy chồng. Chị cũng đi với anh vài lần rồi, đường lên rừng ví trâu không quán hàng. Chị vẫn dúi thêm tiền và bảo biết đâu cần đến. Anh khoác ba lô, bấm đèn soi và bước có tiếng hú quông tí và mấy người ở phía cây cầu công phòng bắt qua kênh làng. Anh hú lại và bước dần xuống đồi, hướng về phía bờ đây. Anh nhớ đến những chuyến hành quân đêm thời trận mạc, nhớ tiếng gọi tên mình của Hoa và tiếng nổ vang lên quyện thành nỗi ám ảnh triền miên. Cưới nhau, đến lúc chị mang thai rồi, anh mới kể về mối tình với Hoa. Anh nghe tiếng Hoa gọi mình rất rõ, tiếng gọi thương mến như dặn anh bảo trọng cũng là lời tạm biệt lời hy vọng anh tìm về khi tàn cuộc chiến nhưng tiếng gọi ấy đã bật đi sau tiếng nổ anh giật mình khựng lại không còn nghe gì nữa tất cả lặng im đến tê người đồng đội dục anh đi mau để kịp vượt sông thành hãng rồi tiếng ếch ven đê phía bên ruộng lác đác kêu ầm ầm lại có con chim bay phúc lên, tiếng cá quậy ở nợp đây làm anh nhớ thằng Hiên thường nghĩ ông xuống kênh mỗi chiều phước rong về cho heo, tiếng lục lạc từ cổ con trâu ông tí vẫn vang điều ở rìa đồi. Anh chợt nghĩ có lẽ nhờ trời phải sinh thêm đứa nữa, cái bẹp rồi theo chồng thôi. Thằng Hiên nói con kiếm thêm ít vốn rồi về ở bên cha mẹ, còn không lấy vợ ở trong này. Chiều qua anh ngồi uống nước chè, chị ôm toàn đọt non, nước xanh ngắt, ngọt gợn nơi cổ. Chị bước lên, tự dưng hai người gặp nhau ở một câu chuyện. Em coi, gom vốn cho con bẹp mời mốt lấy chồng. Chị gắt, cái thằng rà mảnh hay vô đây à? Thôi thôi anh ơi, con bẹp nó có ế, thì để cho nó đi chữ trâu, chứ đừng cho theo chân cái thằng rà mảnh, rồi biết mô chừng... Bỗng nhiên, có tiếng cái bẹp luồn vô như trên trời phán xuống. Anh chị tròn mắt, thì ra cái bẹp nghe lén cuộc chuyện dưới bếp. Chị lên giọng, con bẹp, đi lên đây tao thưa khúc chuyện. Không ai trả lời, nhìn ra đã thấy bóng của bẹp thoáng dưới ngọn đồi. Anh cười bảo, thì thằng ra mảnh ngó hiện như cục đất rứa mà con bẹp nói đúng rồi. Trừ bộ đội, họ giúp dân phá hết bơm mìn mảnh hiếm như đồ cổ kiếm mô ra để ta dựng cho hai đứa ngôi nhà ở lưng đồi kia cái lục lạc theo con trâu đi về phía đám cỏ lát rồi trượt xuống hố bơm lớn nơi các bầy trâu đang đầm mình chiều xuống người làng chặt cây dựng trại cái bẹp ra suối gần đó vo gạo nó nhớ anh hiên nhớ bận ba cha con cùng đi rừng kiếm được nhiều lan rừng anh còn gặp tổ ong tính báo với mọi người trở vô tìm cách lấy mật. Nhưng cái bẹp nặng nỉ một hay, kể nó cha, kể nó kéo tội. Cả ba trở lại láng lúc mặt trời đang xuống nhanh. Mọi người ra suối tắm, còn anh tới bên hố bơm, ngồi nhìn cái bẹp, hái ra tàu bay chuẩn bị nấu bữa tối ở rừng. Mới đó, mà giờ thằng ra mảnh dưới đồi đã thành chồng chưa cưới của cái bẹp. Nó bỏ nghề, bán hết phế liệu để dành trước nay lấy tiền mua tràm hoa vàng về trồng khắp ngọn đồi anh chị cho con trâu của cái bẹp lần trước anh vào thăm không thấy đợt này anh sẽ ở lại vài ngày nếu tìm được thì ví về luôn thằng hiên hôm trước gọi điện về bảo tại người ta thích cái lục lạc đó nên đi dội để trộm rồi thấy con trâu bậm bạp quá chắc đi luôn cũng nên tội nghiệp hiền nhắn cái bẹp mời mốt cưới chồng anh bù cho con khác mà thả rừng. Anh chạm bì rừng tầm lưng mũi, tiếng lục lạc nhọn phí những hố bơm. Bầy trâu chắc kiếm ăn cả đêm, mới nắng hươm hươm đã xuống dầm rồi. Anh bỗng nhớ chuyến hành quân qua nơi này. Rồi một sáng tinh, thằng Hiên tìm đến ngọn đồi, tìm lại người cha ruột theo như lời dặn của mẹ cùng với những kỹ vật. Hoa đã một mình nuôi lớn Hiên cho đến ngày mảnh bơm trong người tái phát. Giữa tiếng lanh canh, len keng của âm thanh từ lục lạc nơi cổ bề trâu, anh chợt nghe ai gọi mình loan giữ vần mây xanh thẳm. Anh thả ba lô, đến bên hú bơm ngồi nhìn trâu đầm. Nắng lấp loáng trên những cặp sừng vẫy nước,